Toàn bộ khu công viên Hồ Điều Hòa tại đây vẫn bị quây tôn kín mít. Bên trong không một bóng người vì chưa được đưa vào vận hành. Các vị trí tiểu cảnh, cây xanh đô thị chen lẫn cây dại như rừng rậm. Nhiều chỗ cỏ dại phủ gần kín lối đi. Hạ tầng xây dựng sau nhiều năm không được đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Cột đèn thì đã được lắp dựng cách đây gần 2 năm, tuy nhiên thì chưa một lần được thắp sáng để phục vụ cho người dân tản bộ trong công viên. Còn cỏ thì mọc đến ngang người, cho thấy sự hoang hóa quá lâu. Đây quả thực là một sự lãng phí rất lớn. Sự hoang hóa của khu đất khiến chả mấy ai dám đến gần. Dù rằng với người dân khu vực giáp danh hai quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân này, đây là không gian sống mà theo quy hoạch đầy ý nghĩa, chất lượng. Công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang có tổng diện tích hơn 11 ha, trong đó diện tích mặt nước là 6,4 ha do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Chính thức triển khai vào tháng 10 năm 2016, kế hoạch hoàn thành vào tháng 6 năm 2017. Nhưng sau 7 năm xây dựng, công viên vẫn dang dở. Ở vị trí tiếp giáp giữa phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm và Nhân Chính quận Thanh Xuân này thì một phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn bị trưng dụng để làm nơi tập kết xe rác. Thừa nhận hiện trạng của công viên và những bất cập do việc chậm tiến độ cũng như hậu quả mà nó mang lại, nhưng đơn vị chủ đầu tư dự án cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu mặt bằng. Từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rất là muốn là đầu tư xây dựng theo đúng cái tiến độ của dự án được phê duyệt và bàn giao quyết toán dự án. Nhưng mà do những cái vướng mắc ở trong cái quá trình triển khai thực tế, đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt bằng hay là cái việc mà đầu tư của doanh nghiệp nó bị gián đoạn. Được biết, để xây dựng công viên, địa bàn quận Thanh Xuân phải thu hồi hơn 5.800 m2 đất của hai tổ chức và hơn 50 hộ dân. Tuy nhiên, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, mặt bằng chưa được bàn giao. Còn tại quận Nam Từ Liêm, vẫn còn khoảng hơn 6% tổng diện tích đất của 10 hộ gia đình chưa được thu hồi. Dự án công viên được phê duyệt từ năm 2008 cùng với khu đô thị mới Phùng Khoang. Quá trình triển khai có sự điều chỉnh về chính sách pháp luật gây chậm trễ trong giải phóng mặt bằng. Dự án công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang thì cũng nằm một phần nằm trong dự án khu đô thị Phùng Khoang. Thì dự án khu đô thị Phùng Khoang đã được triển khai từ năm 2008, tức là triển khai từ cái thời điểm giai đoạn luật đất đai 2003, đến nay đã chuyển tiếp sang luật đất đai 2013. Tuy nhiên còn đang tồn tại một số vị trí là cũng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thì đối với cái nội dung này vừa rồi, thì sau khi đó Ủy ban quận rà soát đã báo cáo Ủy ban thành phố và thanh tra thành phố về hồ sơ của một số hộ gia đình liên quan đến vướng mắc ở đây. Thì hiện nay Ủy ban quận đã tích cực về cái việc rà soát hồ sơ để củng cố các hồ sơ tài liệu về pháp lý. Trong tháng 11 này dự kiến chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động các hộ này, nếu mà trong các hộ để nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn trong trường hợp mà các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Trong thông báo mới nhất, thành phố Hà Nội sẽ gia hạn đến hết quý 4 năm 2024, dự án Hồ Điều Hòa Phùng Khoang phải hoàn thành. Khoảng thời gian không còn nhiều nếu không có sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền và sự chuẩn bị kỹ của chủ đầu tư. Đã 7 năm qua, người dân khu vực thì vẫn phải tiếp tục mỏi mắt, mong chờ ngày lá phổi xanh này trở thành không gian công cộng thực sự có ý nghĩa.